Thì ở đây đầu tiên trong chương 2, chương 3 và chương 4 đó các anh chị, chúng ta sẽ là những cái chương nói về cấp độ cá nhân, có nghĩa là nhìn vào cái sự khác biệt của những con người trong tổ chức để thấy nó có sự khác biệt về mặt hành vi. Và chương 5, chương 6, chương 7 đó thì chúng ta sẽ nói về cấp độ nhóm, và chương 8, chương 9 thì chúng ta sẽ lên đến cấp độ tổ chức. Và để xem coi là những cái tác động của nhóm và tổ chức cũng đến hành vi cá nhân như thế nào. Bây giờ đầu tiên nói về cấp độ cá nhân thì bài đầu tiên chúng ta sẽ nói về các cơ sở của hành vi cá nhân, có nghĩa là nền tảng để tạo nên hành vi cá nhân gồm những gì. Thì trong bài này sẽ có bốn cái yếu tố chính, đó là đặc tính tiểu sử của mỗi người. Cái thứ hai đó là khả năng của mỗi người có ảnh hưởng tới hành vi trong tổ chức của họ hay không. Và cái thứ ba đó là tính cách ảnh hưởng đến hành vi như thế nào, và cuối cùng là tinh thần học tập của mỗi người khác nhau có sự tác động hay có sự thay đổi gì về mặt hành vi hay không. Tóm lại là bài này sẽ phân tích bốn yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của con người trong tổ chức, đó là đặc tính tiểu sử, khả năng, tính cách và học tập trong tổ chức. Giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích các yếu tố này. Thì đầu tiên nói về đặc tính tiểu sử là nói về cái gì các anh chị? Thì đó chính là đặc điểm cá nhân. Và cái này thì các anh chị có thể đọc được nó ở đâu? Chẳng hạn như là tuổi, giới tính, tình trạng gia đình. Các anh chị có thể đọc trong cái hồ sơ xin việc đúng không? Thực ra cái nghiên cứu này nó không quan tâm lắm đến chuyện là các anh chị xuất thân trong một gia đình như thế nào, cha mẹ làm nghề gì chẳng hạn, ra sao, có bao nhiêu anh chị em, bởi vì quan niệm của họ là hành vi của cá nhân nó chỉ bị chi phối bởi chính những người đó, do đó chủ yếu là họ quan tâm đến những cái người lao động của mình thôi, chẳng hạn như họ quan tâm tới tuổi, giới tính, tình trạng gia đình, thâm niên. Thì đặt ra câu hỏi là tuổi nó ảnh hưởng gì tới hành vi. Và thứ nhất là tuổi nó có ảnh hưởng tới năng suất không các anh chị? Có nghĩa là theo các anh chị, những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi, ai làm việc có năng suất hơn? Mời bình thuận nè. Theo bình thuận nghĩ thì những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi thì ai làm việc có năng suất hơn? Hello, Rồi tôi nghe nè. cô nói lại cô. Tôi muốn hỏi các anh chị là tuổi có ảnh hưởng tới năng suất không? Là có cơ cô, tuổi thì ảnh hưởng đến năng suất hơn Ảnh hưởng như thế rồi. nào à? Nếu là trẻ thì làm năng suất cao hơn, còn người già thì À, làm được chậm chạp hơn cô ạ. à, tất cả mọi người trong lớp đều đồng ý như vậy đúng không? Nhưng mà tôi lại thấy là ở trong lớp này trẻ lại không chịu trả lời, mà chỉ có người già, người lớn tuổi chịu trả lời thôi. Còn Tiền Giang thì các anh chị nghĩ sao ạ? À? Tuổi có ảnh hưởng tới năng suất không ạ? Tiền Giang cũng thống nhất là cái tuổi sẽ ảnh hưởng tới năng suất, và À? càng trẻ tuổi thì cái năng suất sẽ càng cao hơn lớn Là tuổi. vậy là trong lớp các anh chị những người trẻ tuổi điểm học lúc nào cũng cao hơn những người lớn tuổi đúng không ạ? À? Điểm cũng là một cách phản ánh năng suất học tập đúng không ạ? À? Năng suất làm việc thông qua học tập đó, thì là những người lớn tuổi là điểm thấp hơn hả chị? Mình Rồi có thêm càng ý kiến nữa cô. rồi mời bình thuận. Dạ ở một số ngành nghề á thì chưa chắc là trẻ là năng suất cao hơn lớn À tuổi cô ạ. đúng Và rồi. một số ngành nghề á thì lớn tuổi là người ta sẽ hiệu quả và năng suất nhiều hơn mà đòi hỏi những ngành nghề là kinh nghiệm nhiều. Dạ, hết cô ạ. Thì thực ra để năng suất nó chịu ảnh hưởng bởi cái gì các anh chị? Năng suất nó chịu ảnh hưởng bởi cái gì? Ví dụ như muốn làm việc có năng suất hay không năng suất, nó chịu ảnh hưởng bởi điều gì các anh chị? Thì ta thấy rằng là năng suất trên thực tế nó chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe và kinh nghiệm. Như vậy cái người lớn tuổi thì có gì các anh chị? Người lớn tuổi thì có kinh nghiệm mà nhưng lại đôi khi lại không sức khỏe không tốt. Nhưng người trẻ tuổi thì có gì ạ? À? Có sức khỏe mà có thể lại không có kinh nghiệm. Do đó dẫn đến một điều là cách chúng ta cần phải thay đổi trong suy nghĩ, đó là tuổi tác không ảnh hưởng tới năng suất một cách rõ ràng. Có nghĩa là người trẻ tuổi thì có sức khỏe nhưng lại thiếu kinh nghiệm, do đó chưa chắc đã làm việc có năng suất. Bởi vì năng suất mình đo không chỉ bằng hiệu suất mà còn hiệu quả. Và ngược lại, những người lớn tuổi tuy là sức khỏe yếu nhưng có kinh nghiệm thì không có nghĩa là họ làm việc cũng không có năng suất.
Các anh chị, trên thực tế các anh chị ở một số tổ chức họ nhận ra rằng là ngay cả những công việc mà đòi hỏi cái sự sức khỏe dẻo dai nhưng mà người lớn tuổi làm việc vẫn rất xuất sắc, chẳng hạn như là những cái cửa hàng bán đồ ăn nhanh hay là bán phục vụ trẻ em đó, thì họ thấy là thường những cái việc đó là nặng nhọc lắm, phải bưng bê này nọ thì người trẻ sẽ làm tốt hơn, nhưng trên thực tế họ thấy người già lại làm rất là tốt, bởi vì trẻ con đến với cái cửa hàng này rất là hài lòng do người già họ có kinh nghiệm về mặt chăm sóc trẻ chẳng hạn, tâm lý trẻ, do đó họ làm cho chúng nó rất là hài lòng nên chờ lâu hơn một xíu nhưng chúng nó vẫn cứ thấy vui. Còn đối với những bạn trẻ thì có thể rất là nhanh nhưng những đứa trẻ này lại không thích. Do đó nhiều cái công ty, nhiều cái cửa hàng họ lại thích tuyển người lớn tuổi để phục vụ trẻ em hay là khách hàng hơn là những người trẻ tuổi. Thì điều đó cho thấy là một cái chúng ta cần thay đổi trong tuyển dụng là đôi khi tuổi tác nó không có quyết định lớn đến năng suất. Cái thứ hai nữa, nhưng mà người ta thấy rằng là tuổi tác nó có ảnh hưởng tới thuyên chuyển. Điều này cho thấy là người càng lớn tuổi thì càng ít muốn thuyên chuyển. Tức là cái nguy cơ mà bỏ việc của họ sẽ rất là thấp. Là tại sao các anh chị? Bởi đơn giản một điều, phần lớn cái lý do chính đó là cái cơ hội việc làm của những người lớn tuổi nó sẽ càng ngày càng ít đi so với những người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có những cái vấn đề như chẳng hạn như là lâu năm trong tổ chức như vậy thì mình cũng có những cái lợi ích từ cái thâm niên hay là từ những cái vấn đề tự, lâu gắn bó lâu dài đó mang lại làm cho người ta không muốn thay đổi. Và về tỷ lệ vắng mặt đó thì đôi khi cũng không đo được. Chẳng hạn như nếu như có thể chúng ta nghĩ là người lớn tuổi thì sẽ hay vắng mặt hơn là bởi vì họ hay đau ốm, họ nghỉ. Nhưng mà thực tế thì khi nghiên cứu người ta lại thấy người trẻ trẻ tuổi vắng mặt cũng chẳng ít gì. Nhưng mà những người trẻ tuổi không vắng mặt vì lý do sức khỏe mà vắng mặt vì lý do ham vui. Nghĩa là tối hôm thường tối thì đi chơi khuya quá, sáng dậy đi làm không nổi, xin nghỉ. Đó là lý do không có thể tránh được nhưng họ vẫn cứ thích nghỉ vì họ ham vui. Nhưng còn những người lớn tuổi thì họ vắng mặt bởi vì những lúc trường hợp vắng mặt họ là đau ốm. Do đó từ đây mới rút ra hai điều, đó là tuổi tác nó chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thuyên chuyển và hài lòng chứ tuổi tác không ảnh hưởng đến tỷ lệ vắng mặt và năng suất. Có nghĩa là cái phần năng suất và vắng mặt thì lớn tuổi hay trẻ tuổi nó cũng sẽ khó phân định ai sẽ tốt hơn ai chẳng hạn. Nhưng mà hài lòng và thuyên chuyển thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là rõ. Bây giờ muốn hỏi các anh chị là thực ra thông tin như vậy ai cũng có, nhưng xử lý thông tin đó để làm để giải quyết các bài toán thực tế trong doanh nghiệp của mình là một cái chuyện khác. Vậy thì từ các thông tin này các anh chị có những cái suy nghĩ gì trong cái cách tổ chức sắp xếp nhân sự của mình hay không? Khi các anh chị biết được cái thông tin về tuổi tác này thì nếu mà tổ chức sắp xếp nhân sự trong tổ chức của mình các anh chị sẽ làm gì? Vận dụng được điều gì? Thuận ơi, trả lời cô à. Rồi mời Bình Thuận. Dạ, trong một tổ chức của máy thì có nhiều cái vị trí để bố trí cho nó phù hợp với tuổi tác. Ví dụ như là cần sự năng động đi lại nhiều thì bố trí mấy anh trẻ, còn cần những cái nghiên cứu mà ở nhà tại chỗ nhiều thì bố trí mấy anh lớn tuổi. Dạ, hết rồi. Tiền Giang các anh chị có ý kiến gì khác không ạ? Cô là có thể xen kẽ giữa người trẻ và người già làm việc cùng nhau, bởi vì người trẻ thì có năng động, có thể đưa ra nhiều ý kiến mới cho người già để cùng có năng suất cao hơn. À, người người cần phải bố trí người trẻ với người già làm chung với nhau vì nên đôi khi chúng tôi nói vui là bởi vì trẻ thì có sức khỏe, già thì có kinh nghiệm, do đó là người thì nói còn người thì làm, chứ còn mà trẻ không á thì nhiều khi là làm mà không có nghĩ được để làm cho tốt, nhưng mà già không á thì toàn là nói không mà không có làm, đúng không ạ? Thì đó là một cái vui thôi, nhưng trên thực tế thì từ cái thông tin này muốn nói với các anh chị một điều trong vấn đề tuyển dụng, đó là những công việc mà có cái mức độ hài lòng thấp và có tỷ lệ thuyên chuyển cao đó thì các anh chị nên chọn ai để làm. Rõ ràng là trong những cái công việc như vậy mà các anh chị chọn những người trẻ tuổi làm thì càng làm cho tình hình nó tồi tệ hơn thôi. Vì cái mức độ hài lòng nó lại sẽ càng tăng lên, mức độ bất mãn nó sẽ càng tăng lên và cái tỷ lệ thuyên chuyển trong cái công việc đó nó sẽ càng cao hơn.
Do đó là trong trường hợp mà những công việc nó quá buồn tẻ và có tỷ lệ thuyên chuyển cao thì lựa chọn những người có độ tuổi cao hơn nó sẽ thích hợp hơn là chọn những người trẻ tuổi. Đó là một cách mình muốn cải thiện về vấn đề tổ chức của mình về mặt thuyên chuyển và hài lòng. Thì đấy cũng là một cách để các anh chị suy nghĩ khi mà lựa chọn cái người làm cái công việc cho nó phù hợp. Còn những cái trường hợp như nhóm Bình Thuận nói là cái việc nào mà chạy bên ngoài nhiều thì cho trẻ, mà việc gì cần nghiên cứu nhiều thì cho già đó, thì đôi khi nó còn phải phụ thuộc vào cái chuyện yếu tố khác, chẳng hạn như là khả năng. Đôi khi là già thì chắc gì đã nghiên cứu được à, mà chưa chắc trẻ là không có những người người ta thích ngồi ở nhà chẳng hạn, nó còn phụ thuộc về cái khả năng. Còn cái thứ hai nữa là về giới tính có ảnh hưởng gì tới năng suất vắng mặt thuyên chuyển hay không đó, thì người ta thấy rằng là thực tế thì giữa nam và nữ khi thực hiện công việc đó thì không có sự khác biệt mấy. Nhiều khi chúng ta cũng hơi cực đoan, tức là hơi trọng nam khinh nữ, cứ nói là nam thì sẽ làm việc có năng suất hơn. Tuy nhiên không phải là chúng ta đo bằng cách là lấy sức khỏe ra để đo, mà có những công việc nếu mà có cả nam lẫn nữ làm thì ai sẽ làm tốt hơn. Chẳng hạn như phần lớn công việc lái taxi là nam giới làm, nhưng khi nữ giới lái taxi thì liệu nữ giới lái có kém hơn nam giới hay không? Hoặc là có những công việc phần lớn là nữ giới làm, chẳng hạn như nấu nướng, thời trang, làm đẹp chẳng hạn, nhưng mà khi có nam giới làm á, thì liệu nam giới có làm kém hơn hay không? Thì người ta thấy rằng là ít có sự khác biệt lắm. Và nhìn vào trong lớp học mình, các anh chị cũng thấy là giữa nam và nữ ai học giỏi hơn cũng là một cái tranh luận lâu dài đó. Và cái thứ hai, nhưng mà người ta lại thấy là nữ giới có tỷ lệ vắng mặt cao hơn nam giới vì nhiều lý do, chẳng hạn như trách nhiệm với gia đình, hoặc là phụ nữ nếu mà lập gia đình thì có cái chế độ hộ sản đó, thì có thể họ vắng mặt có thể cả 4 tháng để chăm sóc con cái. Thì đó là cái người ta đo được về mặt tỷ lệ vắng mặt. Thì từ cái chuyện này á, chỉ để ứng dụng một điều là khi có những cái công việc đòi hỏi sự có mặt thường xuyên của cái người lao động để tránh ách tắc cho những công việc khác, thì các anh chị không nên phân công cho nữ giới làm, bởi cái rủi ro nó có thể rất là cao so với nam giới. Cái thứ ba là tình trạng hôn nhân gia đình, thì người ta thấy rằng là những người đã lập gia đình đó thì ít vắng mặt hơn và ít thuyên chuyển hơn, hài lòng hơn với công việc. Bởi vì đơn giản là khi họ lập gia đình thì họ có trách nhiệm với gia đình nhiều hơn và họ cần có sự ổn định, do đó họ họ cũng gắn bó, cố gắng làm việc hơn trong tổ chức. Và một điều là có nhiều doanh nghiệp họ vận dụng những cái thông tin này rất là tốt, chẳng hạn để họ đơn giản là để cải thiện cái năng suất vắng mặt và hài lòng trong tổ chức thôi. Ví dụ như tôi có một cô bạn đó, cô ta làm cho một cái công ty kiểm toán, thì cô ta kể là lúc mà cô ta chưa lấy chồng đó thì họ cho cô ta làm một cái công việc cô ta rất là thích, đó là công việc tiếp tân, nói là vì nó phù hợp với cô ta tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn chẳng hạn. Cô ta nói công việc rất là thích là bởi vì ngồi ở đó mình được giao tiếp với rất là nhiều người, mình có rất là nhiều thông tin. Nhưng mà ngay khi cô ta vừa lấy chồng xong đó là họ chuyển cô ta xuống làm ở cô làm thủ thư, tức là ngồi quản lý những cái hồ sơ giấy tờ của khách hàng ở trong một cái phòng đó và sắp xếp nó lại và ghi nhớ nó. Thì cô ta nói là nếu mà cô ta chưa lập gia đình đó mà cho cô ta xuống cái chỗ này là cô ta nghỉ ngay lập tức, cô ta đi tìm chỗ khác. Nhưng mà vì bây giờ mình lập gia đình, mình muốn có sự ổn định nên là mình chấp nhận mình làm. Thì rõ ràng công ty nó cũng hiểu điều đó chứ. Nếu như mà mình cô chưa lập gia đình họ đâu có chuyển cô xuống thủ thư làm gì, cứ để cô ngồi ở phòng tiếp tân đó để họ giữ người. Nhưng mà vì biết là cô ta đã có tình đặc tính tiểu sử đã thay đổi, có nghĩa là đã trở thành người phụ nữ có gia đình, thì họ mới có những cái thay đổi về công việc. Thì đó là cái mà nếu như làm ở các doanh nghiệp nước ngoài, các anh chị sẽ thấy họ rất là nhanh nhạy trong cái chuyện điều chuyển công việc khi đặc tính tiểu sử của người nhân viên có sự thay đổi. Và cuối cùng là yếu tố thâm niên cũng sẽ ảnh hưởng tới vắng mặt và thuyên chuyển. Người ta thấy rằng là những người có thâm niên cao thì cái tỷ lệ này lại thấp và cái mức độ hài lòng của họ tăng lên. Thì đơn giản là họ lý giải khi hỏi người nhân viên là tại sao như vậy, thì họ lý giải đơn giản là những người có thâm niên
thì tức là những người có nhiều kinh nghiệm trong công việc thì họ mới hiểu ra là có thể là trải nghiệm rồi họ thấy nhiều khi như chúng tôi cũng vậy, làm đâu làm nhiều chỗ rồi thì thấy là ở đâu cũng vậy, tức là nếu mà đặc thù của doanh nghiệp nhà nước thì nó sẽ như thế, mà đặc thù của doanh nghiệp nước ngoài là nó như vậy. Do đó là ít có sự thay đổi hơn so với những bạn trẻ, là người ta hay thấy là trẻ thì đứng núi này trông núi nọ nhiều hơn. Và lợi ích từ yếu tố thâm niên mang lại dẫn đến họ gắn bó lâu dài hơn với tổ chức. Thì đó là những cái bốn phân tích xoay quanh bốn yếu tố về đặc tính tiểu sử để cho các anh chị thấy là có sự ảnh hưởng của nó đến hành vi. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố thứ hai, đó là khả năng thì ảnh hưởng như thế nào đến hành vi. Thì ở đây khả năng chúng tôi chia làm hai loại, đó là khả năng tư duy và khả năng thể lực. Cái này các anh chị về nhà đọc sách ha, thì trong sách sẽ nêu rõ là khả năng tư duy thì ở đây người ta quan tâm tới những cái khả năng nào, và họ cũng có giải thích rõ là những cái khả năng này thì là hiểu nó như thế nào ha. Và khả năng thứ hai đó là khả năng thể lực, đó thì nó được chia làm ba nhóm yếu tố: yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt và các yếu tố khác. Vậy thì những cái khả năng này ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của nhân viên? Thì chúng ta sẽ thấy là nó có một vấn đề là khi anh phân công công việc đó, anh sẽ phải suy nghĩ một cái chuyện là làm sao cho cái công việc nó phù hợp với cái khả năng của người lao động. Bây giờ các anh chị nhìn lên, bạn sẽ thấy là người lao động đó, khi các anh chị phân công công việc, nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như sau. Thứ nhất là các anh chị phân công cái công việc nó quá cái khả năng của người lao động. Vậy thì các anh chị sẽ thấy biểu hiện như thế nào? Mình sẽ thấy rõ ngay cái biểu hiện của nó là công việc không hoàn thành. Vậy thì các anh chị làm gì? Theo các anh chị, khi mình phân công lao động cho người nhân viên đó, công việc cho người nhân viên của mình mà cái công việc nó quá khả năng, thì các anh chị làm gì? Rồi, mà bình thường. Khi mà mình phân công công việc cho nhân viên mà quá khả năng mà thấy họ không hoàn thành đó, thì mình sẽ xét lại hai lý do. Một là việc mình giao là nhiều quá vượt khả năng của họ. Hai là khả năng của họ là không đáp ứng được công việc của mình giao, là có sự điều chỉnh cho phù hợp. Hết rồi. Điều chỉnh một cách cụ thể anh sẽ làm gì? Để xem thử là nếu mà công việc của anh nó nhiều quá so với người nhân viên thì anh làm gì? Dạ, phải san sẻ bớt cho. Người ta gọi đó là thiết kế lại công việc đúng không ạ? Còn nếu mà người ta không có đủ khả năng để làm thì sao ạ? Thì anh làm gì? Dạ, bố trí công việc khác. Bố trí công việc khác. Còn cách nào khác nữa không ạ? Khi người nhân viên không đủ khả năng. Dạ, xem xét lại cái gì tiếp tục có sử dụng nhân viên này hay không. Không là phải đào tạo bồi dưỡng. Đúng rồi, đó là người ta có thể sẽ nghĩ đến cái chuyện đào tạo để cho người ta đủ kỹ năng làm việc. Đó là trường hợp mà công việc nó không có đúng cái khả năng thì các anh chị sẽ thấy nó ảnh hưởng tới năng suất đúng không? Và khi người ta làm việc quá sức rồi, người ta không hoàn thành, người ta cũng nản, dẫn đến là cái mức độ hài lòng nó cũng ảnh hưởng. Rồi người ta phải nghĩ đến chuyện là đi tìm chỗ khác làm cho nó phù hợp hơn. Hoặc là người ta bất mãn thì nhiều khi người ta cũng hay vắng mặt. Còn cái trường hợp thứ hai nó khó chịu hơn, đó là cái công việc mà các anh chị giao cho người lao động nó dưới cái khả năng của họ. Thì dĩ nhiên là các anh chị sẽ thấy nó khó chịu ở chỗ là công việc vẫn hoàn thành nên các anh chị không biết. Nhưng mà nó có một vấn đề là các anh chị không đạt được năng suất tối ưu. Có nghĩa là người ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng mà mình đã không biết cái điều đó. Và thứ hai nữa là người lao động khi người ta làm cái việc dưới cái khả năng của mình á, thì về mặt tâm lý là người ta cũng không hài lòng. Đây mới là cái chuyện khó chịu. Vậy thì theo các anh chị nghĩ mình làm gì? Mình giải quyết như thế nào? Bởi vì nhìn vào công việc thì họ vẫn hoàn thành. Do đó mình cũng không biết là cái công việc này nó đã đúng khả năng hay là dưới khả năng hay chưa. Và có thể mình vẫn tiếp tục để đó duy trì, nhưng các anh chị đã mất đi cơ hội đạt một cái năng suất cao hơn. Và bản thân cái người lao động đó, người ta không hài lòng khi làm công việc dưới cái khả năng của mình. Vậy thì các anh chị nghĩ mình phải làm gì?
Thì thật ra cái làm gì này đó, nếu như mình đã học môn quản trị nhân sự thì các anh chị sẽ thấy là nó có công cụ để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng để cái hướng mà nó muốn giải quyết đó là các anh chị phải hiểu rõ cái khả năng của người dân nhân viên của mình. Thì để hiểu rõ khả năng của người nhân viên của mình thì bằng cách nào, có nghĩa các anh chị thường xuyên phải cập nhật hồ sơ nhân viên, có nghĩa là xem trong thời gian làm việc với mình họ có thêm những kỹ năng gì mới hay không. Chẳng hạn là nhiều khi lúc mà mình mới tuyển vô cái người nhân viên này chỉ có bằng cao đẳng chẳng hạn, nhưng mà rất là cô chịu khó học hành, bây giờ đã có bằng đại học chẳng hạn, hay là trước kia vô thì mới có bằng B Anh văn nhưng bây giờ là đã có TOEFL bao nhiêu trăm, 500 hay là 600 gì rồi chẳng hạn. Thì lúc này cái khả năng nó đã nâng lên nhiều rồi, nhưng mà nhiều khi mình không biết. Và cái thứ hai là người quản lý phải hiểu rõ về cái công việc, và hiểu rõ về công việc này thì một trong công cụ trong quản trị nhân sự người ta thường sử dụng đó là phân tích công việc, và từ đó các anh chị nắm rõ khả năng hiện trạng của người nhân viên của mình và hiểu rõ cái yêu cầu công việc đó thì sẽ thấy là cái khả năng của người nhân viên có quá với lại cái công việc hay không, hay là ít hơn cái yêu cầu công việc để mình có những cái thay đổi cho phù hợp. Thì đó là cái tác động về mặt khả năng ảnh hưởng tới hành vi trong tổ chức. Chúng ta sẽ đi nhanh sang cái phần thứ ba là tính cách, và đến phần thứ tư thì chúng ta sẽ làm bài tập, do đó các anh chị và cái thời gian xử lý tình huống nó cũng sẽ dài, do đó chúng ta sẽ nói ngắn gọn hơn về mặt lý thuyết. Thì cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới hành vi đó là tính cách của con người trong tổ chức khác nhau, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới hành vi. Nói điều này thì chắc là các anh chị cảm nhận được. Phần này nó dễ là ở chỗ chính bản thân chúng ta cảm nhận về những điều chúng ta học nó dễ, nhưng mà đến nhóm và tổ chức thì nó phức tạp hơn, là nó gọi chúng tôi gọi đó là càng đi lên nó là càng vĩ mô hơn, nên là đôi khi cái sự khó hiểu nó sẽ tăng lên. Thì tính cách đó là cách mà các anh chị phản ứng với những hoặc là tương tác với những người khác. Ví dụ như là khi các anh chị đang đi có một người đó đâm vào mình hay là đụng phải mình đó thì phản ứng có thể sẽ khác nhau. Có người thì mềm mỏng bỏ qua chẳng hạn, có người thì cáu gắt hung 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 hăng chẳng hạn, nóng nảy chẳng hạn, có những cái biểu hiện này nọ, thì đó là thể hiện tính cách. Và người ta đặt ra một câu hỏi là tính cách của chúng ta ở đâu ra mà có. Thì theo các anh chị nghĩ tính cách của chúng ta ở đâu ra? Người thì tính dịu dàng, người thì tính nóng nảy, người thì tính cục vịt chẳng hạn, người thì tính khéo léo chẳng hạn. Theo các anh chị nó ở đâu ra? Thì người ta thấy rằng là đầu tiên nó là do yếu tố di truyền. Có nghĩa là cha mẹ có thể có truyền cho con cái một số các tính cách. Do đó mà nhiều người nói là trời ơi sao mà tôi khổ thế này, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính á. Thì nhiều khi họ nói không đúng đâu, mà họ có cái tính đó nhưng khi họ còn trẻ con thì họ có, nhưng lúc họ lớn do những yếu tố tác động của môi trường và tình huống họ đã không còn nữa. Ví dụ như ở gần nhà tôi có một cái bà hàng xóm đó, bà có đứa con gái mà không hiểu sao nó lì ghê lắm, nó nhỏ mà nó lì lắm, nói cái gì nó cũng không chịu làm, nó không thích làm nó cứ ngồi lì ra. Mẹ nó cứ than thở hoài, mẹ nói đúng là nhiều khi mình sinh con trời sinh tính đó, mình đâu có muốn nó như thế này, tại vì mẹ nó thì đâu có lì, là mẹ nó người ta nói cái gì đúng mẹ nó cũng nghe mà. Nhưng mà bà dì ở cạnh bên đó bà mới nói là tôi với mẹ nó lớn lên từ nhỏ, tức là từ nhỏ tôi đã trông mẹ của nó rồi, thì mẹ nó hồi nhỏ lì y như vậy á, là nói cũng không có chịu làm, vân vân. Do đó và kiểm nghiệm gia đình tôi cũng vậy, thấy có một cô cháu hay rất là hay tái máy tóc mách. Mẹ nó cứ la luôn, nhưng mà bà ngoại tức là má tôi nói thôi đừng la nó làm gì, bởi vì mày hồi nhỏ cũng thế, tức là cái tính cách nó có yếu tố di truyền. Nhưng mà theo thời gian có thể các anh chị không còn cái tính đó nữa, là bởi vì các anh chị bị thay bởi tác động môi trường và bị thay đổi. Nói về môi trường này các anh chị sẽ thấy là nhìn vào Việt Nam mình nó rất là hay, đó là đất nước chúng ta rất là dài, do đó người ta mới chia làm ba miền đúng không? Bắc Trung Nam. Thì các anh chị sẽ thấy là mỗi miền nó sẽ có cái tính cách đặc trưng. Ở đây thì các anh chị cũng có hai miền rồi đó, tức là một miền là Đông Nam Bộ, một miền Nam Trung Bộ, chứ Bình Thuận thuộc về Nam Trung Bộ, và một một miền thuộc về Tây Nam Bộ đúng không ạ? Thì hai miền có tính cách gì khác không ạ? Mỗi miền có tính cách gì đặc trưng riêng không ạ?
Theo Bình Thuận nghĩ thì tính cách đặc trưng của vùng Bình Thuận này là gì ạ? Và Tiền Giang nghĩ tính cách đặc trưng của vùng Tiền Giang là gì ạ? Alo, Rồi tôi nghe. dạ miền Bắc thì nó có đặc điểm này, nói miền miền cho nên nó nhiều nên nó khổ, nó phải gây nhiều khó khăn nhiều lao động không có, Cần còn cù đúng không? còn ở miền Tây thì sông nhiều cát hơn nên hỏi sống cuộc sống là thoải mái hơn không ha. Gì? Không biết là Tiền Giang có đồng ý không ạ? Tính cách của Tiền Giang có đồng ý là thoải mái phóng khoáng không ạ? Do tôm cá nhiều Nó quá. nói chuyện qua đây cô nói chuyện ra hết lại luôn rồi chết khổ. Tiền Giang có đồng ý là ý kiến của Bình Thuận là do vùng của Bình Thuận thì hơi kham khổ nên là phải cần cù, còn miền Tây thì là thiên nhiên ưu đãi nên tính tình phóng khoáng. Không biết có đồng ý không ạ? Hay là Tiền Giang thấy là cái vùng của mình còn có đặc tính gì dễ thương hơn đúng không? Thì đó là yếu tố môi trường đó các anh chị, đã ảnh hưởng tới tính cách. Và nhiều khi là mấy anh chị Bình Thuận mà sang Tiền Giang ở một thời gian thì cũng sẽ trở nên là phóng khoáng như vậy đó. Và những anh chị ở Tiền Giang mà về Bình Thuận sống thời gian thì chắc là cũng sẽ thay đổi về mặt tính cách, trở nên cần cù vì cái điều kiện thiên nhiên nó đã dẫn đến có những cái thay đổi. Và cái thứ ba nữa đó là vấn đề tình huống, nó cũng có thể làm cho chúng ta thay đổi tính cách, do đó có lúc thì chúng ta cư xử thế này, có lúc chúng ta cư xử kiểu khác. Chẳng hạn như là nhiều anh đó khi lấy vợ xong anh ta mới thốt lên một câu là lúc mà tôi quen cô ấy á, thì cô ta giống như là một thực vật vậy đó, tức là giống như hoa chỉ có biết cười thôi, từ ngày cổ cưới cổ về rồi thì cổ trở thành động vật, không biết giống với con gì mà nó dữ ghê. Thì đó là tình huống nó thay đổi, đã dẫn đến tính cách nó cũng có thay đổi. Nói về cái này thì các anh chị thấy rất là nhiều, và nhất là trong nhân sự đôi khi chúng ta cũng bị nhầm, tức là khi bước vào hội đồng tuyển dụng thì người ta thể hiện những cái tính cách mà chúng ta cần và chúng ta nghĩ là họ có, nhưng khi mà họ vào làm thì họ lại thể hiện cái tính cách khác đi. Thì đó là cái tình huống nó đã thay đổi, dẫn đến tính cách con người nó khác. Và nhất là phụ nữ thì cái yếu tố tình huống này đôi khi họ rất là nhạy cảm với vấn đề tình huống và môi trường, nên tính cách nó thay đổi có thể trong một ngày mà nó khác nhau. Ví dụ người ta mới có câu là sáng nắng chiều mưa tối mát mát đó, tức là không hiểu được. Đó là những cái yếu tố ảnh hưởng tới tính cách. Thì trong tài liệu chúng tôi có tóm tắt những cái tính cách cơ bản mà hành vi tổ chức họ quan tâm anh chị. Ở đây do không có thời gian, tôi chỉ lấy ví dụ một cái loại tính cách để cho thấy nó có sự ảnh hưởng đến hành vi thôi. Còn những cái phần còn lại các anh chị về nhà mở sách ra đọc thêm. Bởi vì chúng tôi cũng sẽ có thể hỏi thi, đặc biệt là tính cách dạng A chẳng hạn. Thì ở đây muốn nói tính tự chủ. Tính tự chủ là gì? Tính tự chủ là các anh chị có tin là mình làm chủ được số phận của mình hay không? Nếu như các anh chị nói rằng là số phận của tôi, mọi chuyện xảy ra với tôi là do tôi quyết định, thì người ta nói đó là các anh chị có tính tự chủ cao. Còn khi các anh chị nói rằng là ôi cái gì xảy ra với tôi cũng là tại số cả đó, thì đó là các anh chị có tính tự chủ thấp. Như vậy tính tự chủ cao thấp ảnh hưởng gì tới hành vi của của người nhân viên trong tổ chức? Thì người ta thấy như thế này, những người có tính tự chủ thấp á, thì có tỷ lệ ít hài lòng với công việc. Tại họ quan niệm như thế này là việc này là không phải do tôi chọn, số tôi phải làm cái việc này nên là thôi tôi làm, nên là họ không có hài lòng. Và họ có cái tỷ lệ vắng mặt cao, ít toàn tâm toàn ý vào công việc. Nhưng mà họ là ít thấy thích họ là ít có ý định xin thay đổi ít có ý định thay đổi công việc. Tức là họ tự chấp nhận với số phận, họ nói là thôi cái số mình làm việc này mình cứ làm thôi. Mặc dù không hài lòng nhưng mà họ ít thay đổi. Còn những người có tính tự chủ cao đó thì họ rất là hài lòng với công việc. Có nghĩa là họ quan niệm việc này là do mình chọn thì không có lý do gì mình không hài lòng.
và cái tỷ lệ vắng mặt của họ rất là thấp, vắng mặt thấp kể cả vắng mặt vì lý do sức khỏe, bởi vì họ quan niệm là sức khỏe cũng là do mình kiểm soát. Nếu mình ăn uống đầy đủ, hợp lý, khoa học, chẳng hạn nghỉ ngơi điều độ, không có lý gì mình bệnh hết hết trơn á, do đó làm tỷ lệ vắng mặt thấp. Nhưng khi mà họ không hài lòng với công việc thì họ sẵn sàng từ bỏ nó, chứ không như những người có tính tự chủ thấp là họ tự huyễn hoặc hay là an ủi là thôi số mình nó thế. Nên là người ta thấy rằng là những người có tính tự chủ thấp á, thì khi phân công công việc họ thích hợp với những công việc mà chịu sự tuân thủ hay nghe theo sự chỉ đạo, hoặc là những công việc có tính thường nhật như là hành chánh á, cứ hàng ngày làm như đó việc thôi. Còn những người có tính tự chủ cao thì họ lại thích hợp với quản lý hoặc là làm công tác chuyên gia, bởi vì họ họ rất là sáng tạo và có khả năng độc lập trong công việc. Do đó là nhiều tổ chức họ sẽ kiểm tra cái tính cách này để họ phân công công việc cho phù hợp. Thì đó là một trong cái ví dụ cho thấy tính cách ảnh hưởng tới hành vi trong một tổ chức. Còn lại những cái tính cách khác thì các anh chị về nhà đọc sách thêm ha, để mình biết coi là ví dụ như tự trọng thì ảnh hưởng như thế nào tới hành vi, khả năng tự điều chỉnh bản thân có ảnh hưởng hay không, hay là tính thích rủi ro. Còn cái tính cách dạng A này thì các anh chị nói thêm một chút, bởi vì có thể thi chúng ta cũng sẽ gặp, nó làm người ta không biết gọi nó như thế nào nên người ta xếp nó là nhóm tính cách dạng A. Và đây là những cái dạng người mà không ngại đấu tranh để đạt được càng nhiều càng tốt, tức là họ rất là bị số hóa, cái gì cũng là số hết và số càng nhiều càng tốt. Và họ có một cái đặc điểm là để đạt được điều đó họ có thể sẵn sàng chống lại những người khác nữa. Thì các anh chị sẽ thấy biểu hiện của những người này là làm cái gì cũng nhanh hết á. Thứ hai là thiếu kiên nhẫn, và thứ ba là cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, và đôi khi là cái việc nào cũng không ra việc nào, nhưng mà về mặt số thì là rất là nhiều. Và họ không có thích nghỉ ngơi và luôn luôn bị ám ảnh bởi những con số. Thì những người này họ, nếu mà mình phân công cho họ làm công việc kinh doanh thì tốt, bán hàng thì rất là tốt, bởi vì họ họ sẽ luôn luôn thấy rõ là mục tiêu phải đạt được là bao nhiêu và họ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà những dạng người này thì không không phù hợp với vị trí quản lý, mà dạng B người ta mới thấy phù hợp hơn. Thì những người B người ta rất là kiên nhẫn, người ta không không cần phải phô trương nếu như thấy không cần thiết, và họ họ thích tận hưởng cuộc sống, họ vẫn nghỉ ngơi giải trí vân vân. Thì những người này họ lại thấy là khi làm quản lý nó lại phù hợp hơn. Nhưng trên thực tế các anh chị đôi khi ở mình đó, nhiều khi dạng A lại lên làm quản lý nhiều hơn dạng B, là bởi vì trong một số lĩnh vực hay một số ngành nghề chúng ta bị nặng bệnh thành tích quá, do đó chúng ta quá quan tâm đến số và cứ đo số để thấy người này được và người kia không được. Nhưng đôi khi cái tính cách đó thì làm quản lý lại không tốt, bởi vì có thể anh chị biết bản thân anh nhiều hơn, anh cố gắng làm cho bản thân anh nhiều hơn, chứ chưa chắc anh đã nghĩ cách để làm cho mọi người khác cũng có thể đóng góp được nhiều hơn. Thì đó là cái phần tính cách. Và trước khi nghỉ giải lao thì chắc là mình nói thêm cái phần học tập, vì sau đó các anh chị sẽ có bài tập. Thì đây là học tập, hay là chúng tôi nói nôm na là tinh thần học hỏi. Và người ta thấy rằng là hành vi chúng ta có thể thay đổi khi cái học tập này nó xảy ra. Và nói về học tập thì người ta thấy là khi mà nó thay đổi hẳn đó thì được coi là quá trình học tập diễn ra. Ví dụ như sau khi các anh chị học xong chương trình đào tạo từ xa này, mà về mặt hành vi các anh chị có những cái thay đổi tích cực, thì quá trình học tập đã diễn ra. Còn nếu như các anh chị học xong từ chương trình từ xa mà thấy trước mình vô nó cũng vậy, mình ra rồi nó cũng vậy đó, thì quá trình học tập chưa có diễn ra. Do đó là các anh chị có thể cần phải học lại, ví dụ vậy, để cho đến lúc mà mình hết 4 năm đó thì mình thấy hành vi mình đã có những cái thay đổi tốt hơn, chứ không có, đừng có xấu hơn, đúng không các anh chị? Và ta thấy rằng là làm sao để thay đổi hành vi của con người thông qua học tập, thì ta nghiên cứu và thấy có 3 nhóm lý thuyết. Những cái này chúng tôi sẽ hỏi thi, do đó các anh chị lưu ý. Một đó là lý thuyết điều kiện cổ điển, có nghĩa là mình tạo ra những cái kích thích để người ta thay đổi. Chẳng hạn như là cái lý thuyết điều kiện cổ điển này các anh chị nghe nhiều trong cái nghiên cứu của Pavlov về con chó đó. Thì ông này ông thấy là cái con chó của ông không có được lịch sự lắm, có nghĩa là cứ thấy miếng thịt thì chảy nước miếng đó. Thì ông muốn nó thay đổi, ông muốn nó là nghe cái tiếng chuông thì chảy nước miếng, chứ không phải nhìn miếng thịt mà chảy nước miếng. Và ông đã bắt đầu huấn luyện nó, đầu tiên ta cứ lắc chuông
cho nó nghe rồi sau đó mới đưa ra miếng thịt. Lâu dần nó mới hiểu ra là à, nghe cái chuông này xong là mình sẽ được ăn thịt, cho nó tự động nó chảy nước miếng. Và đó là lý do mà các anh chị thấy người ta huấn luyện chó để đếm số này nọ đó. Thực ra nó đâu có biết đếm. Thì à, tự nhiên mình đang nói về chó mà mình nói về người thì nó cũng hơi kỳ kỳ, nhưng đại để như thế này là các anh chị, trong cái lý thuyết học tập mà ảnh hưởng tới con người về điều kiện này á, thì nó cũng có những cái trường hợp người ta có thể thay đổi hành vi bằng cái điều kiện cổ điển. Ví dụ như là có những doanh nghiệp á, trong cái sự sản xuất á, họ muốn nhân viên của họ ý thức cái chuyện vệ sinh sạch sẽ cái nơi làm việc đó, thì họ thường thường lâu lâu lại phát động lên là có sếp đến tham quan chẳng hạn. Thì khi mà sếp đến tham quan thì nhân viên ở dưới sẽ lục đục đi lau dọn cho nó sạch sẽ. Cứ lâu lâu họ lại làm như vậy thì nhân viên lại dọn dẹp. Thì lâu dần cái người nhân viên họ quen với cái môi trường sạch sẽ rồi, thì một ngày đẹp trời nào đó họ thấy cái cửa sổ dơ, họ tự động xách cái dẻ đi lau cái cửa sổ đó đó. Thì người ta nói là lý thuyết điều kiện cổ điển đã xảy ra, tức là học tập theo kiểu này đã xảy ra. Có nghĩa là cái chuyện họ đi lau cửa sổ đó nó đã không còn gắn với cái việc sếp đến tham quan nữa, mà tự họ thấy ý thức là dơ thì họ làm. Đó là một cách thay đổi hành vi thông qua cái những cái tác nhân. Thì cái này các anh chị sẽ thấy là nó hơi hơi chủ hơi thụ động chút, có nghĩa là mình phải có những cái điều kiện ban đầu thì người ta mới thay đổi về mặt hành vi. Còn cái lý thuyết thứ hai là lý thuyết điều kiện hàng hoạt động, thì họ muốn nói là các anh chị cho người nhân viên những cái cho người ta hiểu là khi người ta làm tốt cái hành vi này thì người ta sẽ được thưởng cái gì, và dẫn đến là người ta sẽ cố gắng. Tuy nhiên á, tôi thấy có nhiều trường hợp là có nhiều sếp để nhanh cái việc của mình đó, thì họ cũng hay hứa lắm. Họ hứa là làm đi anh cho này, làm đi anh thưởng kia, làm đi đến kỳ đánh giá anh thế này thế kia. Nhưng mà có những sếp mà hứa nhiều quá thì lại hay quên. Thành ra là đến lúc mà đến khi người nhân viên làm xong thấy đợi hoài không thấy sếp cho như sếp đã hứa, thì lúc đó người ta sẽ rất là bất mãn. Do đó áp dụng điều kiện hoạt động cũng phải rất là thận trọng, có nghĩa là hứa cái gì thì phải nhớ để cho người nhân viên. Bởi vì nếu như người ta một lần không có thì lần sau mà bảo người ta làm, người ta cũng sẽ tìm cách từ chối, thì người ta biết là sếp nó xạo chứ sếp không có cho đâu, ví dụ vậy. Và một điều nữa là khi hành vi nó đã thay đổi thì các anh chị phải thường xuyên củng cố nó. Chẳng hạn như là các anh chị thấy nhân viên mình đi làm trễ quá, bây giờ mình muốn thay đổi hành vi, mình muốn họ đi đúng giờ, và mình thông qua điều kiện hoạt động đó là mình đưa vào tiêu chí đánh giá, chẳng hạn ai đi đúng giờ thì đến kỳ đánh giá sẽ được khen thưởng như thế nào. Thì khi đến một lúc nào đó người ta thích cái phần thưởng đó, người ta cũng đều đi làm đúng giờ hết. Nhưng nếu các anh chị chỉ làm một tháng rồi sau đó thôi đó, thì tháng sau người ta lại đi làm trễ lại như thường. Do đó mình phải thường xuyên củng cố cái hành vi này để nó thành một cái thói quen và nó thành một cái văn hóa của tổ chức, thì lúc đó các anh chị đã thành công trong thay đổi hành vi. Và cuối cùng là lý thuyết học tập xã hội, đó là người ta thấy rằng là muốn cho người ta thay đổi hành vi cũng phải cho người ta thấy cái hành vi nào là tốt và hành vi nào chưa tốt thông qua cái học tập xã hội, có nghĩa là cho xem mô hình mẫu để người ta ghi nhớ, người ta tái hiện lại nơi làm việc và người ta thực hành nó. Đồng thời thì công ty cũng phải có những chương trình củng cố, có nghĩa là bằng những cái chính sách động viên khen thưởng gì đó để cái hành vi này thường xuyên lặp lại thành một thói quen. Thì những cái này tôi chỉ tóm tắt về lý thuyết, có thể nó cũng rất là nhanh, các anh chị có thể gặp khó khăn khi hình dung. Do đó chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ để xem là các anh chị sẽ ứng dụng lý thuyết học tập như thế nào thay trong thay đổi hành vi. Thì ở đây là có một cái bài tập từ Galaxy, trong tài liệu các anh chị cũng có đó. Thì các anh chị đọc cái bài tập này và thử suy nghĩ xem có cách nào để thay đổi cái thói quen nấu ăn của các đầu bếp ở công ty Galaxy hay không. Chứ số liệu này nó cũng hơi cũ rồi các anh chị, số liệu này là của năm 2007, nhưng mà nếu mình nó tính theo cái thời gian tăng giá ga như hiện nay thì có thể nó sẽ còn lên nữa, tức có thể lên tới 7 80 triệu một đồng một năm. Và có thể mình thấy có thể đối với một doanh nghiệp lớn thì cái này có thể nó nhỏ đó, nhưng mà nếu các anh chị nhìn ra là đây chỉ là một cái một một trong những cái phát hiện của Inner Team thôi, còn có những cái khác nữa. Và nếu tổng lại tiết kiệm từng cái tiết kiệm lại thì có thể doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất là nhiều về mặt chi phí sản xuất đó. Bình Thuận tới chuyến cô à. Rồi mời Bình Thuận. Khi mà công ty biết thất thoát cái tiền mà tiết kiệm năng lượng, thì thứ nhất là mình đưa ra một cái hình thức
là khen thưởng. Thì nếu nhân viên mà chấp hành tốt á, là trong quá trình nấu á, mà nấu nồi canh mà đậy nắp thì cái thời gian sôi của nồi canh nó rất là nhanh và nó tiết kiệm được năng lượng. Thì ai mà chấp hành tốt á, thì mình sẽ khen thưởng họ. Còn ai mà chấp hành mà không tốt á, thì mình có hình thức kỷ luật. Kỷ luật như thế nào anh, mà khen thưởng như thế nào anh có thể cụ thể hơn chút được mà? Thì kỷ luật có thể là mình thứ nhất là trừ lương, còn hai là thứ hay là chân ý gì đôi khi nó nhỏ quá đúng không các anh chị, cái hành vi nó không phải là một cái gì lớn đến mức mà trừ lương hay nghỉ việc, các anh chị có nghĩ vậy không? Ông ấy thì mình cảnh cáo. À, cảnh cáo. Cảnh cáo khiển trách đúng không ạ? Thường nó hay đi kèm với nhau. Còn gì nữa không ạ? Còn khen thưởng thì anh nghĩ khen như thế nào? Khen bằng gì? Thì nếu mà chấp hành tốt khen thưởng thì khen bằng thì hoặc là hiện vật cũng được cô ạ. Hiện vật là theo anh hiện vật thì anh sẽ thưởng cái gì? Nếu mà tiền thì mình thấy rõ là có thể mình trích cái phần trăm đúng không cô? Khen thưởng á cô. Ví dụ như là một cái nghe là nấu trong vòng ngày là 300 bình. Thì bây giờ thì là anh ơi anh đặt phải là cái bình ga này nấu chứ được. Thì như vậy thì 300.000 cho một tỷ lệ phần bình ga là mình thưởng 50% của bình ga là thưởng anh này 100 được. À, 50% cái tiền tiết kiệm được mình thưởng cho ảnh đúng không, trích 50%, còn không á, thì là mình kỷ luật. Còn còn hiện vật như anh nói là cái gì, có hiện vật nữa không anh hay là tiền là đủ rồi? Thì khi mà các anh chị thưởng tiền theo cái cách mà Bình Thuận nói á, tôi muốn đặt một câu hỏi là rõ ràng là khi người ta tiết kiệm nhiều hơn thì mình họ sẽ được tiền nhiều hơn, vậy thì cái vấn đề chất lượng nó có ảnh hưởng hay không? Có nghĩa là theo anh chị nghĩ là ví dụ như bây giờ tôi muốn tiết kiệm nhìn hơn nữa, nước chưa có sôi đủ để mà bỏ rau, tôi bỏ vô luôn đi để cho nó nhanh tiết kiệm chẳng hạn. Hoặc giờ là cái loại rau này thì cần phải nấu bao nhiêu phút ví dụ vậy, thì tôi giảm bớt cái thời gian nấu đi để cái lượng tiết kiệm nó tăng hơn nữa, thì như vậy nó có ảnh hưởng đến chất lượng không? Người ta có đánh đổi chất lượng để lấy cái phần thưởng không? Là một cái mà các anh chị cũng cần quan tâm đúng không? Cái thứ hai nữa là nếu như người ta làm không tốt thì mình cảnh cáo, khiển trách, trừ lương gì đó, thì làm sao mình biết tốt hay không tốt, thì các anh chị lại phải giám sát đúng không? Mà khi các chị thấy là một cái hành vi này mà phải mất thời gian để giám sát xem ai đậy nắp, ai không đậy nắp á, thì liệu là cái công việc quản lý nó có trở nên khó khăn không? Và hơn nữa là liệu người ta có hài lòng hay không? Dẫn đến một cái hiện tượng nữa là anh giám sát tôi chặt quá thì tôi cũng sẽ làm theo kiểu cho anh thấy là cũng chẳng chưa chắc đã hiệu quả đâu. Ví dụ như là nước sôi tôi cũng không chưa thèm mở nắp ra, cứ để nó sôi đó, miễn sao tôi có đậy nắp là được chẳng hạn vậy. Thì liệu là nó đã đạt được cái tiết kiệm hay không? Giờ mời Tiền Giang đi các anh chị, Bình Thuận các anh chị suy nghĩ tiếp ha. Tiền Giang các anh chị có ý kiến gì không ạ? Rồi tôi nghe đây Bình Thuận. Nếu như hồi nãy để bổ sung theo ý kiến của bạn Trung Lát nói thì bây giờ nếu mà mình áp dụng các cái lý thuyết mà mình học á về cái mặt mà lý thuyết phản xạ có điều kiện mà để tiền thưởng á thì cũng được. Thấy là đúng là để mà tiết kiệm cái nguồn tiền cho cái doanh nghiệp thì bắt buộc là chúng ta phải theo đó áp dụng các cái lý thuyết mà thiết ta đã học. Rồi. Còn về cái giám sát là cái lý thuyết điều kiện hoạt động thì nếu mà ta thấy thì đối với một lãnh đạo của một cái doanh nghiệp thì chúng ta có quản lý nhiều cái công việc.
công việc đó, về cái công việc chung nữa, cho nên là không có cái thời gian mà để mà cái công việc và quản lý theo cái đầu bếp này mà để mà giám sát trong cái việc tiết kiệm, cho nên cái mức độ và hài lòng thì cũng chưa thật tốt. Do đó mà tôi thấy trong cái việc này cho nên áp dụng cái lý thuyết học tập. Bởi vì trong cái doanh nghiệp thì chúng ta, nếu mà chúng ta làm ăn thì chúng ta phải học tập theo các cái mô hình của các cái doanh nghiệp khác. Do đó mà chúng ta phải cần đưa cái anh đầu bếp này đi cái học theo cái lý thuyết học tập này, và cho anh học tập một cái mô hình về cái cách nấu ăn trong cái việc tiết kiệm ra để làm cái thu lại cái nguồn lợi cho cái doanh nghiệp. Do đó là theo Bình Thuận thì thấy áp dụng theo cái lý thuyết học tập là tốt nhất. Rồi, cảm ơn Bình Thuận. Các anh chị có Bình Giang có bổ sung gì thêm không ạ? Alo, Bình Thuận có thêm bổ sung thêm cái này đây không ạ? Rồi, mời Bình Thuận. Theo như cái anh ở lớp vừa nói về cái chương trình đó thì theo tôi nghĩ cái trước mắt mà để mà cái đạt được cái mục tiêu về kết quả như thế đó là cái phải tiền lương trước kia. Bởi vì cái chuyện mà nấu canh á thì chắc chắn ai cũng biết rồi đó. Một khi nấu phải đầy nắp, cái giảm được cái năng suất cái lượng ga, rồi khi sôi lên mình phải dỡ nắp ra, rồi rớt cái bỏ, tức là cái nồi lượng canh mới là chất lượng được. Điều đó thì ai cũng biết rồi, chỉ đừng nói tới một cái nhà bếp. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà cái mà để làm được điều đó hay không là theo tôi nghĩ trước mắt là cái nồi lương của bên cái một cái doanh nghiệp hoặc một công ty nào đó. Với thứ hai là cái người quản lý. Không phải mà những cái hành vi đơn giản như xí nghiệp nhà bếp làm những cái gì đơn giản mà làm dẫn đến cái là không hài lòng lắm thì chắc chắn không bao giờ bị chất lượng được. Mình phải phải vận dụng và phải khuyến khích và phải tạo mọi tình huống để cái nhà bếp người ta làm những cái tốt hơn. Vậy xí nghiệp bếp làm sao một cái gì đó mình phải khuyến khích và phải động viên và làm những cái gì để chu đáo hơn một xí nữa. Nhưng phải nhất thiết mà phải tăng thưởng hoặc cái gì đều có. Giả sử như khi mà làm đạt được hiệu quả thì đã tăng thưởng, còn mà làm không hiệu quả thì là khiển trách hoặc là kỷ luật rồi là cái dẫn tới cái chuyện đó là cũng không phá vải. Thì cái khắc phục nhất là cái khắc phục mình phải bằng việc bằng đoạn và làm sao cho người ta phấn đấu đạt tốt hơn, chẳng phải mà cái gì nhưng theo chỗ nhất là cái đoạn lương theo tôi như thế. Đó là một ý kiến rất là hay, có nghĩa là đôi khi chúng ta nên thoát ra bớt cái vấn đề là làm không tốt thì khiển trách kỷ luật. Đôi khi chúng ta hướng ra hướng tích cực là động viên khuyến khích người ta vẫn có thể làm tốt mà không cần tạo ra một môi trường quá căng thẳng. Đó là một ý rất là hay. Và một cái điểm nữa là không phải cứ phải hành vi tốt thì phải được thưởng. Theo các anh nói thì có thể là đến lúc nào đó chúng ta cũng sẽ không khuyến khích được những hành vi tích cực, ở chỗ là do chúng ta không có những cái khoản để có thể khen thưởng những hành vi này. Thì đó là hai cái ý kiến tôi rất là thấy rất là hay. Còn Tiền Giang, các anh chị có ý kiến gì khác không ạ? Nhưng mà nãy giờ mình nói thì nó còn chung chung lắm đúng không các anh chị? Nhưng mà cụ thể vô trường hợp này đó, bây giờ mình không quá nặng về khen thưởng, mình có những cái cách nào để khuyến khích động viên một cách, hoặc là nhắc nhở gì đó để người ta thấy là thay đổi cái thói quen và có cái nhận thức đúng hơn về cái công việc của mình nữa hả? Thì một cách cụ thể hơn các anh chị có những cái giải pháp gì không ạ? Giang có ý kiến rồi. Mời Tiền Giang à. Mời Tiền Giang à, tôi nghe đây ạ. Dạ. Thì đối với trường hợp này thì về nhà bếp thì chúng ta có thể là đặt một cái khẩu hiệu là ví dụ như là tiết kiệm ga, và khi nấu thì chúng ta sẽ đậy nắp để tiết kiệm ga, là đó là một cái khẩu hiệu. Và thứ hai nữa là chúng ta tổ chức một hình thức là thi đua. Ví dụ như một nhà bếp thì sẽ có nhiều đầu bếp, thì chúng ta sẽ đặt một cái trường hợp là một đầu bếp này với một đầu bếp kia, nếu ai tiết kiệm ga trong những cái khoảng thời gian nhất định thì 10 đầu bếp đó sẽ đạt được cái chỉ tiêu đề ra. Và cái thứ ba nữa là nếu như mà chúng ta học tập thì chúng ta sẽ có một cái hình thức là học tập là ví dụ như khi mà mỗi một công ty sẽ tổ chức ra một cái thi đua, ví dụ như là anh, tôi sẽ khoán anh trong một tháng này anh sử dụng như dụng là 2 bình ga, thì nếu mà anh sử dụng hết bình ga thì anh sẽ là người, có nghĩa là mình sẽ băng ra ai tiết kiệm được cái ga trong tháng thì người đó sẽ đạt được cái chỉ tiêu thi đua của công ty.
Rồi còn ý gì nữa mà. Còn ý kiến gì khác nữa không các anh chị? Thì đó cũng là những cái ý kiến mà có những cái mà mọi người có thể áp dụng được. Có những nhóm thì họ nói là thôi giờ là do đầu bếp là họ nói là mở nắp để họ tự theo dõi khi là nước sôi thì họ bỏ vô, còn đậy nắp vào nhiều khi nước sôi mình không biết. Thì có nhiều người nói là hay giờ mình thay cái nắp nồi bằng thủy tinh cho người ta dễ nhìn đấy hả, hoặc là những cái giải pháp như gắn còi này nọ. Thực ra chúng tôi cũng có nói thêm là nồi nào thì vung nấy, thì khi các anh chị cho cái nắp khác, thiết kế một cái nắp khác so với cái nồi, nhiều khi nó cũng chưa chắc là đã tiết kiệm được. Với lại cái chi phí là thay đổi như vậy có thể cũng rất là lớn. Nhưng mà những gì các anh chị trình bày nãy giờ tôi nghĩ là doanh nghiệp có thể áp dụng được rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như là đầu tiên á, muốn người ta thay đổi một hành vi thì phải nói cho người ta biết là tại sao phải thay đổi, đúng không các anh chị? Do đó là đôi khi cũng cần có một cái cuộc họp trao đổi giữa lãnh đạo với lại nhân viên về không phải chỉ đơn giản làm cái chuyện để nắp này mà những cái hành vi khác nữa nói chung, để cho mọi người ý thức là với cái áp lực cạnh tranh thì cái tiết kiệm là cần thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại, thì nó cũng gắn với cái công việc của họ nữa. Và cái thứ hai là tôi rất là đồng ý với ý kiến của Tiền Giang, đó là trước khi mình muốn người ta thay đổi mình cũng phải nhắc, luôn luôn nhắc nhở họ, chứ không có cần thiết quá là phải giám sát chặt chẽ để rồi khen thưởng trừ lương gì đó. Thì khẩu hiệu là một cách nhắc nhở rất là hay. Tuy nhiên khuynh hướng hiện nay người ta thiết kế khẩu hiệu không như mình trước kia, cứng nhắc quá là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, đôi khi nó làm cho người lao động cảm thấy có cái gì đó không được thoải mái. Mà khuynh hướng hiện nay người ta cố gắng nói những xây dựng khẩu hiệu vui chẳng hạn, để làm cho cái tâm lý nó tốt thì cái ghi nhớ nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như là họ vẽ hình một anh đầu bếp do hóm hỉnh chẳng hạn, đang đậy nắp nồi canh và nói những câu khẩu hiệu nào mình cùng đậy nắp nồi canh nhé chẳng hạn. Tức là khẩu hiệu là một sự sáng tạo của doanh nghiệp mà làm sao chỉ để cho nó vui và mọi người được ghi nhớ. Tại vì có nhiều đầu bếp thì vì thói quen họ bắt lên họ vẫn quên đậy, chứ không phải là họ không có ý thức, nhưng chính khi họ nhìn cái khẩu hiệu thì họ sẽ sực nhớ và họ lấy cái nắp họ đậy vào. Thì đó là một cái điều mà làm có thể thay đổi về mặt hành vi thông qua cái khẩu hiệu nhỏ nhỏ, hoặc là đôi khi khen thưởng cũng là cần thiết. Và nhìn chung là nếu có tiết kiệm thì mình có thể trích cái tiền tiết kiệm đó để lập thành một quỹ thưởng cho những cái người đã làm việc tốt. Nhưng mà có điều là khi anh thưởng thì cái vấn đề chất lượng như nãy tôi nói với Bình Thuận thì cũng phải cần đặt ra, là nếu như người ta quá chạy theo cái phần thưởng thì có thể dẫn đến là cái chất lượng nó sẽ suy giảm, nên phải có những cái cách để quản lý chất lượng. Chẳng hạn như có nhiều doanh nghiệp trước khi họ tiến hành một cái đợt khen thưởng nhờ cái tiết kiệm thì họ sẽ lấy ý kiến khách hàng về mức độ hài lòng, và trên cái mức độ đó họ sẽ là cái chỉ tiêu để khống chế. Có nghĩa là sau khi phát động chiến dịch tiết kiệm chẳng hạn mà cái mức hài lòng của khách hàng không giảm, thậm chí còn tăng lên, thì họ sẽ được trích thưởng. Nhưng nếu như mà cái tiết kiệm nó tăng lên đồng nghĩa với mức độ hài lòng của khách hàng giảm đi thì có nghĩa là vấn đề mà chất lượng nó đã có vấn đề, thì lúc đó cái phần thưởng nó sẽ không được chuyển cho nhóm đầu bếp mà phải chuyển về bên bộ phận chăm sóc khách hàng để gia tăng lại cái mức độ hài lòng của khách hàng chẳng hạn. Thì khi anh khống chế thêm một cái chỉ tiêu gì đó, trên thực tế nhiều khi tôi thấy là người nhân viên họ cũng đâu có biết là sếp làm sao quản lý được chất lượng, họ chỉ nghe nói là lấy ý kiến khách hàng thì tự họ nhận thức là à có một cái cách để đó để kiểm soát họ rồi, do đó họ không thể làm một cách tùy tiện được. Còn thực tế doanh nghiệp có triển khai làm hay không thì nhiều khi doanh nghiệp cũng có thể không 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 thấy cần thiết phải làm, họ chỉ nói vậy đó để mọi người ý thức thôi. Nhưng mà người lao động khi họ hiểu là có cái cách kiểm soát thì họ cũng sẽ ý thức cái chuyện làm tiết kiệm nhưng mà phải có chất lượng, do đó họ cũng không quá chạy theo cái phần tiết kiệm đó nữa. Và một trong những cách để cái người quản lý có thể giảm bớt cái công việc quản lý giám sát của mình, đó là gần đây người ta hay nói về phân quyền đó các anh chị. Có nghĩa là người quản lý sẽ cho một cái người đầu bếp chính chẳng hạn thêm một cái quyền, đó là quyền giám sát. Nhưng mà mình không cái quyền của người đầu bếp mà được gọi là chẳng hạn như gọi là giám sát viên năng lượng của công ty đi, thì không có nhiều quyền là sa thải đuổi việc trừ lương gì cả.
chỉ là một cái chức danh mà qua đó anh thấy là ai chưa làm cái chuyện đậy nắp thì anh đi theo nhắc họ, hoặc anh làm mẫu cho họ thấy để họ ý thức thôi. Do đó những người đầu bếp mà được về phân công làm giám sát viên năng lượng đó, họ chỉ có cái quyền là thấy người nào đó chưa làm thì mình lại nhắc nhở và mình lấy cái nắp mình đậy lại cho người ta nhớ, chứ không có cái quyền nhiều hơn nữa. Nhưng mà đó cũng là một cách anh phân quyền để giảm bớt cái khối lượng công việc quản lý, mà mọi cái đều rất là tốt, môi trường nó có thể vẫn là vui vẻ. Và nếu tốt hơn nữa thì cái người mà giám sát đó mình sẽ cho nhóm đầu bếp họ tự bầu ra, đúng không? Ai trong số đó những người nào có uy tín, có khả năng nói mà mọi người nghe, mình cho họ bầu ra để làm cái người nhắc nhở đầu bếp trong cái quá trình thay đổi hành vi. Thì đó là cách mà các anh chị có thể suy nghĩ, và từ cái lượng tiết kiệm đó mình trích một cái phần nhỏ để gọi là phụ cấp cho cái công việc giám sát, cũng là một cách mà các doanh nghiệp họ suy nghĩ và họ áp dụng để giảm bớt cái công tác quản lý nhưng mà vẫn làm gia tăng cái mức độ hài lòng của những người làm công việc trực tiếp. Thì đó là một cái tình huống nhỏ để các anh chị áp dụng các lý thuyết như là điều kiện hoạt động hay là phản xạ hay là học tập để thay đổi. Tuy nhiên ở mô hình này đôi khi nó quá nhỏ để mình có thể đem đi đào tạo, học hỏi các mô hình khác, vì nó chỉ là một cái hành động đẩy nắp thôi. Anh chị không xây dựng một cái chương trình đào tạo thì nó có thể quá tốn kém. Nếu mà nó có thể kết hợp thêm những cái chương trình khác thì mình có thể áp dụng cái mô hình học tập xã hội. Và nếu như về nhà các anh chị có thời gian thì thử suy nghĩ về cái trường hợp là thiếu vắng nụ cười trong các ngành hàng không khi đón tiếp khách chẳng hạn, đặc biệt là khách quốc tế. Thì nếu mà thay đổi hành vi nhân viên để làm cho họ cười nhiều hơn thì cái người quản lý có những cái chính sách gì hay là có những cái giải pháp gì để tác động tăng cái tinh thần học hỏi? Thì đây là bài tập mà các anh chị có thể về nhà tham khảo thêm để mình nắm vững hơn về mặt lý thuyết. Thì đó là toàn bộ nội dung của chương 2.